Tiếp tục chương trình thăm, động viên và hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3, chiều nay đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ tỉnh Cao Bằng. Thông tin với đoàn công tác tỉnh Bình Dương, ông Vũ Đình Quang cho biết, trong cơn bão số 3 vừa qua, tỉnh Cao Bằng đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó có 55 người chết và 2 người mất tích. Nhiều nhà ở, lúa, hoa màu, cây ăn trái, gia súc, gia cầm bị thiệt hại, ước tính trên 1.500 tỷ đồng. Mặc dù có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ từ nhiều bộ ngành trung ương và các địa phương cả nước, cùng với sự nỗ lực của toàn tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do vậy, sự quan tâm và trực tiếp đến thăm hỏi động viên hỗ trợ từ các địa phương và tỉnh Bình Dương là nguồn động viên lớn lao về tinh thần và vật chất, góp phần tạo động lực và điều kiện để nhân dân tỉnh Cao Bằng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Bình Dương trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 3 tỷ đồng, trong đó tổng công ty BKMS hỗ trợ 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động các nhà hảo tâm và doanh nghiệp hỗ trợ 15 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu. Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ 30 tấn gạo cùng nhiều suất học bổng nhằm chia sẻ và hỗ trợ người dân, học sinh đang gặp khó khăn. Sau cái chuyến công tác trực tiếp đi cứu trợ tỉnh Lào Cai và Cao Bằng, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục vận động kêu gọi các tầng lớp đồng bào ở tỉnh Bình Dương sẽ ủng hộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để đi hỗ trợ cho các tỉnh miền Bắc thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Trước đó, thông qua Ban Cứu trợ Trung ương, Bình Dương đã hỗ trợ 10 tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Cùng với các đoàn đi thăm và tặng quà của các cơ quan ban ngành của tỉnh, nâng tổng giá trị hàng hóa và tiền mặt hỗ trợ người dân vùng bão lũ các địa phương phía Bắc đến thời điểm này là trên 25 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh đang vận động và kêu gọi các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua, nhằm giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.